Rồi, xin chào anh chị các bạn. Sang tháng 9 rồi, đâu đó là sắp sang tháng 10 rồi. Vừa qua cơn bão Yagi rất là thiệt hại. Bên các bác thì không biết thế nào chứ bên em thì cũng có một chút thiệt hại về về cửa showroom rồi. Thì hôm nay em lên video update cho anh chị giá bán Mitsubishi X-Force nhé. Đây là phiên bản Premium. Thì như em đã nói trong rất nhiều video trước thì X-Force này có 4 phiên bản. GLX, Exit, Bre và Ultimate. Thì lúc mới ra mắt bản GLX mà em bán giá vừa phải, bán hết xe rồi. Bản Exit tháng trước hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, cũng bán hết xe rồi. Thời điểm này các bác mua Exit thì lượng xe rất hạn chế là một. Cái thứ hai là khuyến mại chỉ còn 50% lệ phí trước bạ thôi. Rồi X-Force Premium như anh chị đang xem, màu vàng. Thì hiện nay bên em bán giá cũng rất là hợp lý. Các bác mua đâu đó chỉ loanh quanh vào khoảng hơn 620 một chút, tức là mình lăn bánh là chưa đến 700 triệu. Còn với phiên bản Ultimate, các bác mua thời điểm này bọn em bán đâu đó nó sẽ dao động vào khoảng dưới 680 nhé. Thật ra thì giá xe nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm, khuyến mại, quà tặng thì cũng sẽ update liên tục theo cái lượng xe tồn và theo ngày. Nên là anh chị có nhu cầu xem xe, mua xe có thể liên hệ trực tiếp qua bên em. Thì bên em thứ nhất là có xe lái thử, thứ hai là cái mức giá rất linh động cho các anh chị ở Bắc Ninh, Bắc Giang để mình có cái mẫu xe và cái lựa chọn hợp lý nhất. Đó thì lăn bánh thực ra thì ở đâu cũng giống nhau thôi, chủ yếu là mình qua trực tiếp từng thời điểm thì bên em sẽ hỗ trợ tốt hơn. Các bác vay mua trả góp của Exit, của X-Force thì cái mức vay dao động nó sẽ dao động từ 400 đến 500 triệu, tức là hàng tháng thì mình sẽ trả đâu đó là 8 đến 10 triệu trong thời gian từ 6 đến 7 năm. Cái này thì mình có thể lựa chọn thời gian vay cũng như là vay bao nhiêu để làm sao tối ưu nhất nhé. Nó còn theo cái hồ sơ tài chính của mình cơ. Đó, còn về X4 thì đây lúc nào cũng là một mẫu bán trong top 1, top 2 xe bán chạy nhất của Việt Nam từ lúc mà nó ra mắt rồi. Rộng rãi, tiện nghi, hiện đại, nhiều công nghệ. Các bác mua thì cái mức giá phải nói là rất vừa phải. Bản cao nhất bây giờ mình ra biển cũng chỉ loanh quanh 750 quay đầu đúng không ạ? Bản đầy đủ, bản brand như này thì các bác mua lăn bánh cũng chưa đến 700. Kể cả có giảm thuế trước bạ thì em thấy cái doanh số nó cũng không ảnh hưởng nhiều quá đâu. Tuy nhiên thì có GLX và Exit thì cái thời điểm trước bán tốt quá rồi, cái lượng xe nó chưa thể nhập về ngay được, thì có thể nó hơi khan xe một chút, thì mình có thể cân nhắc lên hai bản cao như này. Đấy, anh chị có nhu cầu thì cứ alo book máy trực tiếp giúp em nhé. Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn thì bên em hỗ trợ được tốt nhất. Xin chào và lại sang những cái video tiếp theo.